Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Kênh Thầy Liêm sẽ cung cấp các bài giảng toán, lý, hóa từ lớp 1 đến lớp 12. Các em xem video clip bài giảng này, nếu thấy thầy giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những video clip bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nhé. Giờ trong video clip này, thầy sẽ hướng dẫn các em làm vở bài tập toán lớp 3, bài 149, trang 76, chia số của 5 chữ số cho số có 1 chữ số. Giờ bài 1 tính 24.684 chia cho 4. Giờ các em cứ thực hiện phép chia bình thường đúng không nè. Chứ hết mình lấy 24 chia 4 được 6 nè. Rồi 6 x 4 24 24 chia 24 bằng 0. Hạ 6 xuống 6 chia 4 được 1. Các em cứ tính bình thường đúng không nè. Giờ bài số 1 này, các em có thể tạm dừng video và làm thử bài số 1, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ làm bài 1 nhé. Tính 24.684 chia cho 4. Như vậy trước hết mình sẽ lấy 24 chia 4 được 6. 6 x 4 là 24. 24 trừ 24 bằng 0. Hạ 6 xuống. 6 chia 4 được 1. Biến 1 nhé. 1 x 4 là 4. 6 trừ 4 bằng 2. Hạ 8 xuống mình sẽ được 28. 28 chia 4 được 7. 7 lần 4 là 20. 7 x 4 là 28. 28 trừ 28 bằng 0. Rồi hạ 4 xuống. 4 chia 4 được 1. Rồi 1 x 4 là 4, 4 chia 4 bằng 0. Như vậy kết quả của phép chia này sẽ là 6.171. Tiếp theo là 18.426 chia cho 3. Rồi trước hết mình sẽ lấy 18 chia 3 được 6. Rồi viết 6 nha. 6 x 3 18, 18 chia 18 bằng 0. Hạ 4 xuống, 4 chia 3 được 1, viết số 1. 1 x 3 là 3, 4 chia 3 được 1. Hạ 2 xuống mình sẽ được số 12. 12 chia 3 được 4. 4 x 3 12, 12 chia 12 bằng 0. Hạ 6 xuống, 6 chia 3 được 2, 2 x 3 bằng 6, 6 chia 6 bằng 0. Rồi như vậy kết quả phép chia đây sẽ là 6.142. Tiếp theo là 25.632 chia cho 2. 2 chia 2 được 1, biến 1. 1 x 2 là 2, 2 chia 2 bằng 0, hạ 5 xuống. 5 chia 2 được 2, biến số 2 nha. 2 x 2 là 4, 5 chia 4 được 1, hạ 6 xuống mình sẽ được 16. 16 chia 2 được 8, viết số 8. 8 x 2 16, 16 chia 16 bằng 0. Hạ 3 xuống. 3 chia 2 được 1 nha. Viết số 1, 1 x 2 là 2, 3 chia 2 bằng 1. Hạ 2 xuống mình sẽ được là 12. 12 chia 2 được 6. Mình viết số 6 nha. 6 x 2 là 12, 12 chia 12 bằng 0. Như vậy kết quả phép chia ở đây sẽ là 12.816. Giờ bài số 1 này, các em nào có kết quả giống như thầy để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua bài số 2 luôn nha. Giờ mình sẽ qua bài số 2 tính giá trị của biểu khất. Câu E là 45.823 trừ cho 35.256 chia cho 4. Như vậy là biểu khất này gồm có phép trừ và phép chia. Như vậy mình phải thực hiện phép chia trước đúng không nào? Rồi sau đó mình mới thực hiện phép trừ sao? Câu B. Ở đây có phép cộng và phép chia, nhưng mà dấu cả phép cộng này tính có dấu ngoặc. Bây giờ mình phải tính giá trị dấu ngoặc trước nha, giờ mới thực hiện phép chia sao nha. Giờ câu C thì có phép cộng, có phép chia. Bây giờ mình phải thực hiện phép chia trước, giờ mới thực hiện phép cộng sao. Câu D thì có dấu ngoặc, mình phải tính dấu ngoặc trước rồi sau đó mình thực hiện phép nhân sao nha. Giờ bài số 2 này, các em có thể tạm dừng video và làm thử bài số 2, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ làm bài số 2 nha. Như vậy trước hết mình phải thực hiện phép chia chứ nè. Mình sẽ lấy 35.256 chia 4 đúng không nè. Giờ các em chia nháp ngoài nha. Ở đây thầy cho kết quả luôn như là 35.256 chia 4 thì sẽ bằng là 8.814 nha. Rồi sau đó mình sẽ lấy 45.823 trừ cho 8.814. Giờ các em cũng trừ ở ngoài nháp nha, thầy cho kết quả luôn. Như vậy 45.823 trừ cho 8.814 thì sẽ bằng là 37.009 nha. Giờ mình sẽ qua tiếp câu B nha. Như vậy ở đây có phép cộng, phép chia, nhưng mà phép cộng này trong dấu ngoặc, mình phải tính trong dấu ngoặc trước. Giờ mà thực hiện phép chia ở ngoài sao đúng không? Các em cộng nháp ở ngoài nha, thầy cho kết quả luôn nha. 42.017 cộng cho 39.274 sẽ bằng là 81.291.
Rồi chia 3 mình viết lại nhé. Rồi sau đó mình sẽ lấy 81.291 và mình sẽ chia cho 3. Rồi các em cũng chia nhé ngoài nha, thì cho kết quả luôn sẽ như bằng là 27.097. Giờ mình sẽ qua câu C luôn nha. Như vậy là ở đây có phép cộng, phép chia. Mình sẽ thực hiện phép chia trước nha. Mình sẽ lấy 35.256 chia 4 nha. Các em chia nháp ở ngoài nha, hãy cho kết quả luôn. Như vậy là 35.256 chia 4 thì sẽ bằng là 8.814 nha. Rồi sau đó mình sẽ lấy 45.138 cộng cho 8.814. Các em cũng tính nháp ở ngoài nháp nha, hãy cho kết quả luôn là 53.952. Rồi tiếp theo là câu D. Câu D thì có phép trừ, phép nhân. Nhưng mà ở đây phép trừ này chấm dấu ngoặc, như vậy mình thực hiện phép trừ trước nha. Rồi sau đó mình nhân sau. Rồi như vậy là các em lấy 42.319 trừ cho 24.192. Giờ các em trừ ngoài nháp nhé, phải cho kết quả luôn là 18.127. Giờ nhân 3 viết lại nha. Rồi sau đó mình sẽ lấy 18.127 nhân cho 3. Các em tính ngoài nháp luôn, thầy cho kết quả luôn là 54.381 nha. Giờ bài số 2 này có em nào có kết quả giống như thầy, để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua bài số 3 luôn nha. Giờ mình qua bài số 3. Một nhà máy dự định sản xuất 15.420 cái cốc. Nhà máy đã sản xuất được 1/3 số lượng đó. Hỏi nhà máy còn phải sản xuất bao nhiêu cái cốc nữa. Giờ như vậy là mình xong phân tích đề xem người ta cho mình cái gì và mình cần tính cái gì nè. Người ta nói là một nhà máy sản xuất dự định sản xuất 15.420 cái cốc. Nhà máy đã sản xuất được 1/3 số lượng đó. Hỏi nhà máy còn phải sản xuất bao nhiêu cái cốc nữa. Rồi như vậy là trước hết mình phải tính cái gì nè. Mình nhà máy đã sản xuất được 1/3, như vậy là mình phải tính xem số cốc mà nhà máy đã sản xuất được bằng cách lấy 15.420 chia cho 3, đúng không? Rồi sau khi đã có số cốc đã sản xuất được, mình sẽ tính được số cốc còn phải sản xuất bằng cách lấy cái số dự định này, trừ cho số đã sản xuất là ra kết quả, đúng không nào? Giờ bài số 3 này, các em có thể tạm dừng video và làm thử bài số 3. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ làm bài số 3 nha. Bài số 3 các em làm xong hết chưa nè? Em nào làm xong thì đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Còn em nào chưa làm xong thì chưa làm được, xem thầy giảng bài, mình hiểu bài mình sẽ làm được bài, đúng không nào? Giờ hãy làm bài số 3 nha. Như vậy là trước hết mình sẽ tính số cái cốc nhà máy sản xuất được là người ta nói là nhà máy đang sản xuất được 1/3 nè. Như vậy mình lấy 15.420 chia cho 3, đúng không nào? 15.420 chia cho 3. Giờ các em chia nhóm ngoài nha, thì cho kết quả luôn là 5.140 cái, đúng không nào? Sau khi đã có số cốc đã sản xuất, mình sẽ tính số cốc nhà máy còn phải sản xuất là, đúng không nào? Số cái cốc nhà máy còn phải sản xuất là mình lấy cái số dự định này, trừ cho số sản xuất là ra kết quả, đúng không nào? Như vậy là mình lấy 15.420 trừ cho 5.140. Giờ các em trừ ở ngoài nhóm nhé, thì cho kết quả luôn là bằng 10.280 cái, đúng không nào? Như vậy đáp số của bài 3 này là 10.280 cái nha. Giờ bài số 3 này có em nào có kết quả giống như thầy, để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua bài số 4 luôn nha. Giờ mình sẽ qua bài số 4. Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình sao. Mình sẽ có 8 hình tam giác giống như vậy, chồng lên 8 cái, đúng không? Bây giờ mình sẽ ship cái 8 hình tam giác vô, hay ship hình dưới đây. Như vậy mình sẽ dùng cây viết chì, cái vẽ cái đường xéo, làm sao cho đủ 8 hình tam giác thôi, đúng không nào? Giờ bài số 4 này, các em có thể tạm dừng video và làm thử bài số 4, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ bài số 4 các em làm xong chưa nè? Các em nào làm xong thì đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Còn em nào chưa làm xong thì nhìn coi, thầy sẽ dẫn bài, mình hiểu bài mình làm được bài, đúng không nè? Như vậy là thầy đã vẽ được xong 8 cái hình tam giác, đúng không nè? Như vậy thầy cách vẽ ha, như vậy là mình vẽ trước hết mình vẽ cái đường đứng nè,
Và quẻ đường xéo thì sẽ được hai tam giác nữa. Bên đây cũng vậy, quẻ đường đứng và quẻ đường xéo thì được thêm hai tam giác là bốn tam giác đúng không này. Ở đây mình sẽ quẻ một đường ngang và tiếp tục quẻ hai đường chéo thì mình sẽ được thêm bốn bốn hình tam giác nữa là thành tám đúng không nè, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 hình tam giác. Như vậy là mình sẽ đã quẻ được, mình xếp 8 cái hình tam giác vô giống như thế này thì mình sẽ được một cái hình như vậy đúng không, hình giống này là giống như hình chữ thập đúng không nè. Giờ bài số 4 này có em nào có kết quả giống như thầy để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Giờ bài số 4 này các em hiểu bài hết chưa nè? Giờ nếu các em hiểu bài hết thì thầy sẽ kết thúc video clip bài giảng tại đây nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.